Tôi đây là đền thờ ông Mạc Cửu, Mạc Thiên Tích và ông Mạc Chiến Xanh, những người con của ông Mạc Cửu có công trong việc khai khẩn xứ Hà Tiên, Rạch Giá, Cà Mau và đất Phú Quốc. Thì đến cuối thế kỷ 17, ông Mạc Cửu đến đất Hà Tiên và chiêu mộ dân phiêu lưu ở Phú Quốc và các nơi thành lập 7 xã thôn. Vùng đất Phú Quốc từ đây bắt đầu có người cai quản, và năm 1708 Mạc Cửu xin sáp nhập Hà Tiên vào Đàng Trong và Phú Quốc, hiển nhiên trở thành hành chính lãnh thổ Việt Nam, được cai quản trực tiếp bởi vị tổng trấn Họ Mạc. Với chính sách phóng khoáng nhằm kích thích cư dân từ nơi khác đến, người dân tự do khai khẩn mà không phải nộp thuế, Hà Tiên Phú Quốc ngày một quang xa, lưu dân đến càng ngày càng đông. Từ đó việc khai thác Phú Quốc diễn ra khá khẩn trương. Đây là các cái hình trưng bày cảnh Hà Tiên mà người có công lập, chính là gia đình họ Mạc. Và trong cái Hà Tiên đó thì có gắn liền với khẩn quanh cái vùng Phú Quốc. Như vậy nhắc đến Phú Quốc, nhắc đến công lao của gia đình họ Mạc, góp phần mở mang khai khẩn để được như ngày hôm nay.